Trong tâm thức của người Việt, hình ảnh con trâu chăm chỉ làm việc dưới đồng, thờ thần gặm cỏ vẫn luôn đại diện cho tính cách giản dị, chịu khó. Chính vì vậy, không có gì lạ khi con trâu trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực như thơ ca, nhạc họa, sân khấu, điện ảnh. Trong lĩnh vực hội họa, người đầu tiên kể đến phải là họa sĩ Thành Chương. Còn trong điêu khắc chuyển động, không ai khác ngoài họa sĩ Lê Đình Nguyên mà trong giới thường gọi ông với cái tên trìu mến Nguyên Châu. Cuối năm, gặp họa sĩ Lê Đình Nguyên không dễ. Ông lúc thì ở nhà sáng tác, lúc lại sang làng gốm Bát Tràng. Thì ra, không chỉ bận với những tác phẩm về đề tài con trâu vốn đã quen thuộc. Đón Tết này, họa sĩ Lê Đình Nguyên còn thực hiện một loạt tác phẩm gốm trâu độc đáo, lạ mắt. Đến nhà ông để xem các tác phẩm mới về trâu, gặp ngay nhà văn Trần Hữu Bình, có bút danh là Bình Ca, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Quân khu Nam Đồng, và nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Hóa ra, không chỉ có chúng tôi tò mò muốn chiêm ngưỡng tác phẩm trâu mới của Lê Đình Nguyên, mà các nhà văn này còn háo hức hơn, nhất là nhà văn Trần Hữu Bình. Ông đến để mang con trâu gốm mà ông đã đặt mua trước đó về chơi Tết. Nói đến văn hóa Việt Nam, bao giờ người ta nói đến con trâu rồi. Dân tộc ta là một dân tộc văn minh lúa nước, và ở trong cái nền văn minh đó thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Hàng năm thì tôi đều đi mua một cái con linh vật trong cái 12 con giáp ấy. Thì năm nay là con trâu, mà con trâu thì chả có thể mua ở đâu bằng là mua của anh Nguyên Châu. Tôi có chọn được một tác phẩm, mặc dù là cái tác phẩm này Nguyên có những phiên bản khác nhau. Nguyên thì giới thiệu với tôi một phiên bản men theo Nguyên nó đẹp hơn. Nguyên đưa vào đấy rất là nhiều vàng, những cái nét của Nguyên nó thép hiện đại hơn. Nhưng mà tôi lại chọn một cái tác phẩm ban đầu là tác phẩm nó dung dị hơn, nó bình dị hơn, và tôi cảm thấy nó gần với lại cái hồn quê hơn. Có rất nhiều người làm trâu. Anh Trương suốt đời anh vẽ trâu, anh ấy vẽ trâu mãi, anh ấy vẽ mặt anh rồi anh vẽ con trâu, đến bây giờ anh vẫn vẽ con trâu. Rồi một số nghệ sĩ khác cũng vẽ con trâu, nhưng mà con trâu của Lê Đình Nguyên là con trâu riêng biệt, một con trâu có tiếng nói của Lê Đình Nguyên, cho nên là Lê Đình Nguyên tự hào nói là người ta đã đặt cái tên là Nguyên Châu. Nói như vậy không ngoa, với một họa sĩ chuyên làm điêu khắc động như Lê Đình Nguyên, sự độc đáo, mức độ chịu chơi, chịu chi, chịu đầu tư trong các tác phẩm điêu khắc động mà ông sáng tạo ròng rã trong vài chục năm qua, cũng như sự tích lũy cả một cuộc đời lao động nhọc nhằn đã đủ để đưa ông lên hàng tên tuổi. Với phong cách lãng tử, phiêu diêu, yêu hồn Việt từ trong sáng tạo và luôn nồng nàn hơi thở thời đại, Lê Đình Nguyên đã tạo nên những tác phẩm vô cùng độc đáo, các triển lãm đình đám gây ấn tượng trong giới nghệ thuật với hình tượng con trâu. Trâu nơi cổng làng, trâu mang mạ non, trâu mặc áo tơi, hay chỉ đơn giản là trâu trong con mắt của người nghệ sĩ. Vượt quá hình tượng ngoài đời thật mà cứ thế bay bổng với những sáng tạo duy mỹ. Một trong những tác phẩm đắt khách nhất của Lê Đình Nguyên là Trâu Cổng Làng, được thay nghén từ ám ảnh tuổi thơ. Con trâu ở làng quê nó còn có tên cơ. Nó còn có tên đấy. Người ta đặt tên cho từng con một. Chứ không, người ta không gọi là con trâu đâu. Nhà thì gọi con trâu là con cơm, nhà gọi con trâu là con rôn, nhà thì gọi con trâu bằng tên con mình. Tôi đã từng đi theo cái anh chủ nhà đi tìm trâu lại, và cái tiếng gọi trâu ấy, của ông ấy, nó vẫn vang vẳng bên tai tôi đến bây giờ. Ông cứ gọi cơm ơi suốt cả một đêm, thế mà 3 hôm sau con cơm về. Thế thì nó cứ đi vào cái sáng tác của tôi thôi, bởi vì nói chẳng đao to búa lớn gì đâu, người nghệ sĩ họ sáng tác chính bằng những cái ký ức. Nghệ sĩ mà không có những ký ức đẹp, không có những kỷ niệm đẹp thì không có chất liệu để sáng tác, không có tư liệu, không có cảm xúc để làm. Tôi ngẫm từ tôi ra thôi,
tất cả tác phẩm tôi làm nó đều là những kỷ niệm, nó đều là những cái chập chờn trong cái giấc mơ. Thế và nó cứ thôi thúc mình làm đấy. Chứ mình làm thì mình sáng tác cũng chả vì cái gì cả. Nó là tình yêu với cuộc sống này thôi. Đón Tết Tân Sửu, Lê Đình Nguyên khoe cả loạt tác phẩm châu nhà, châu đôi. Từ buổi chạng vạng hoàng hôn trên đồi ngắm bản Lác, Mai Châu, nhìn những mái nhà và lập tức ý tưởng cho châu Tân Sửu ra đời. Nắm được các bí quyết tạo hình rối, cách thức cho con rối chuyển động và biểu cảm, Lê Đình Nguyên đã có những khai phá thành công cho lĩnh vực điêu khắc động. Đặc biệt, dù chất liệu gốm, thạch cao, giấy bồi, sắt, nhôm, đồng hay gì nữa, thì tượng của Nguyên Châu đều rất tương thích với không gian sống hiện đại, cảm giác như đặt vào đâu cũng vừa mắt. Bởi thế, Lê Đình Nguyên khoe tượng đến đâu, lập tức có người tìm mua đến đấy. Tác phẩm của Nguyên nó độc đáo ở chỗ là mặc dù là về cái hồn cốt của nó là dân gian, nhưng nó lại có những cái nét đương đại. Chúng ta có thể thấy là trong một cái con trâu như là cái tác phẩm Trâu Nhà của Nguyên, gọi là trâu lại, nhưng nó lại là trâu nhà, và Nguyên lại gắn nó với cái nhà. Cái nhà đấy, mình nhìn cái nhà đấy mình có cảm giác như một cái ngôi nhà nông thôn, một ngôi nhà bằng đất. Thế nhưng mà cùng với trên cái tác phẩm đó mình lại thấy có những cái nét nó khá là hiện đại. Nhìn cái ngôi nhà của Nguyên mặc dù là một ngôi nhà nông thôn, nhưng ta lại nghĩ ngay đến cái hình ảnh là nó có thể tạo nên một khu resort hiện đại. Có cảm giác rằng là nếu như những nhà kinh doanh du lịch mà biết tận dụng cái hình ảnh này và xây dựng những cái ngôi nhà, những cái resort, những cái homestay theo dáng những cái ngôi nhà nhà châu này thì rất là thú vị. Nếu như tôi là một nghệ sĩ khi tạo hình con trâu mà tôi làm một con trâu như thật, như những con trâu mà các thế hệ trước của ông cha đã làm, thì tôi không phải là tôi nữa. Tôi cho rằng là cái sáng tác của nghệ sĩ đương đại, cái điều đầu tiên anh phải đưa ra được cái mới, một cái nhìn mới khác biệt thì nó mới xứng đáng được gọi là một tác phẩm. Thế và chính vì thế mà cả cái chặng đường dài tôi làm sáng tác về trâu ấy, thì nó cứ đẻ ra hết cái con trâu này con trâu khác, không con nào giống con nào. Đó là một cái thú vị. Đó là một cái thú vị của cái người sáng tác. Lê Đình Nguyên coi họa sĩ Thành Trương như một người anh, người bạn tri kỷ. Vì vậy, khi thấy chúng tôi có ý muốn đến ngắm những bức tranh trâu của họa sĩ Thành Trương, ông hăng hái xin dẫn đường. Ngay lập tức, hôm sau, chúng tôi đến Việt Phủ Thành Trương ở Sóc Sơn, Hà Nội sau một cuộc hẹn qua điện thoại. Họa sĩ Thành Trương đón chúng tôi với thái độ hỉ hả. Dưới rễ cây si rủ xuống như bức mành, ông pha trà sen tiếp khách. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Phủ Thành Trương nên không trộn rộn lắm. Chứ với lần đầu như các đồng nghiệp cùng ekip thì họ đứng ngồi không yên, ngó chỗ này một chút, chỗ kia một ít. Việt Phủ Thành Trương là tác phẩm lớn và tâm huyết của họa sĩ Thành Trương. Ông đã dành nhiều công sức sưu tầm những nét đẹp văn hóa lịch sử từ các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê để thông qua đó tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc truyền thống Việt Nam. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem những tác phẩm mới về trâu của ông tỏ ra ái ngại bởi phải vài hôm nữa mới đón chúng từ Bát Tràng về. Hỏi về hình tượng con trâu, họa sĩ Thành Trương có nhiều suy nghĩ thú vị. Cái con trâu ở Việt Nam mình thì nó có hai cái chức năng rất là quan trọng. Cái chức năng thứ nhất ai cũng biết, đấy là cái lao động đem lại của cải vật chất. Cho nên cái con trâu sống trong cái cộng đồng người Việt mình, trong mỗi gia đình người Việt mình thì nó đóng một cái vai trò, không phải là một cái con vật nữa mà nó là một thành viên trong gia đình. Cái vòng đời của một người nông dân ấy, là gần như gắn trọn vẹn với con trâu. Khi lúc còn bé thì đi học, đi hành, chăn trâu, cắt cỏ. Và cái đứa bé nó được đánh giá đạo đức là thông qua cái chăm sóc cái con trâu như nào, cái ứng xử với con trâu ra làm sao. Nếu như một cái đứa trẻ chăm nom con trâu để cho nó tắm rửa cho nó sạch sẽ,
và chăm sóc nó tốt thì đấy là đứa trẻ ngoan. Thế thì quan hệ với một cái con trâu trong gia đình mà nó có thể đánh giá được tư cách đạo đức của một đứa trẻ thì phải biết là không những là nó gần gũi trong gia đình mà nó quan trọng như thế nào. Thế rồi chính cái đứa bé đấy lớn lên có sức lao động cày bừa cấy hái thì gần như toàn bộ cái tuổi sức trẻ lao động ấy là làm việc với con trâu ngoài cánh đồng. Về già rồi không còn có thể lao động làm việc với con trâu ấy nữa thì lại chăn trâu. Vậy thì cuộc đời của một cái người nông dân Việt Nam từ lúc trẻ cho tới lúc trưởng thành rồi tới lúc về già là gắn bó với cái con trâu. Thì cái con trâu đó nó không còn là một con vật nữa. Nó là chính là thành viên, nó là một con người trong gia đình và mọi người ứng xử với nó trên cái tinh thần như thế. Chưa kể bản thân con trâu nó có những cái đức tính nó thật sự rất là gần gũi và giống với người Việt. Nhưng mà nó cũng rất dũng cảm. Cái chuyện mà trâu đoàn kết mà giết hổ thì chính là nói lên cái tinh thần và cái sức mạnh của con trâu từ một con rất hiền lành trở thành một con vật rất dũng mãnh. Thì cái đó nó cũng mang cái tinh thần, cái hồn cốt, cái văn hóa và cũng như là cái tinh thần đời sống của người Việt. Cho nên là vẽ con trâu cũng chính là vẽ cái tinh thần, cái văn hóa của người Việt. Với những giải thích vừa rồi của ông thì tôi có thể hiểu rằng tại sao những bức tranh của ông lại mang những cái màu sắc đặc biệt như vậy. Thậm chí những con trâu có thể có một mắt hoặc hai mắt, hoặc những chú mộc đồng thì hay ngửa mặt lên trời. Đấy chính là sự khát vọng, ước mơ của những cái đứa trẻ khi mà chúng chăn trâu. Từ nhỏ thì bản thân tôi cũng đã từng chăn trâu cắt cỏ ở cái nơi tản cư. Thế thì có những cái hình ảnh mà tôi nói thật là nó ám ảnh suốt đời và nó đi vào tranh của mình. Đất nước mình thì rất là nghèo, trẻ em rất là nghèo. Bây giờ thì đời sống nó khá hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái đứa trẻ nghèo, quần áo đâu đủ ấm, cùng với con trâu đi chăn ngoài cánh đồng và giữa những cái mùa đông giá lạnh như thế này, đồng không mông quạnh, cỏ thì lụi tàn, ngoài đó mưa gió rất là lạnh lẽo giữa cánh đồng ấy. Vơ những các cái cỏ để mà đốt lên để mà sưởi cũng chỉ được một chốc một nhát thôi. Chứ còn thì phải lang thang, cái đứa bé phải lang thang dắt con trâu đi tìm cỏ để ăn giữa cái cánh đồng không mông quạnh, rét buốt của những cái ngày đông tháng giá như thế này. Rét lắm, lạnh lắm. Thì cái đứa trẻ đấy nó cũng chả có ai chơi, con trâu cũng chẳng có ai chơi cả. Cho nên là nhiều khi nó ngồi nó chuyện trò với con trâu, nhảy múa với con trâu, rất là hồn nhiên như thế. Thế rồi những cái lúc lạnh giá như thế, chẳng có lửa sưởi, chẳng có gì che chắn cả, thì cái đứa bé với cái con trâu nó cứ nấp, nó cứ nép vào với nhau để mà nó lấy cái hơi ấm của nhau. Thì cái hình ảnh ấy nó rất là xúc động. Và chính cái hình ảnh đó là cái hình ảnh nó đi vào trong cái tranh của tôi. Nó rất tình cảm, nó như cái đôi bạn, như cái đứa trẻ nó chơi với nhau, nhảy múa với nhau, chuyện trò với nhau, tâm tình với nhau, rồi thì che chở sưởi ấm cho nhau. Thì tất cả cái hình ảnh ấy nó làm cho mình rất xúc động. Và chính vì thế nên là những cái tranh của tôi là đều vẽ những cái đứa trẻ mục đồng và những con trâu như vẽ những con người, chứ không còn là một cái con vật thuần túy nữa. Sửu là một trong 12 con vật biểu tượng của vòng tuần hoàn thập nhị địa chi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Những con vật này là một đề tài quen thuộc. Vật lớn các họa sĩ đều đã vẽ, người ít kẻ nhiều. Tuy nhiên, để có được những con trâu trong tranh của họa sĩ Thành Chương hay trong những sáng tác của Lê Đình Nguyên, phải nói về sự hiểu biết của các tầng văn hóa của họ. Cái căn cốt văn hóa ấy kết hợp với một tư duy hiện đại, thích đổi mới, dám là mình đã tạo nên những tác phẩm mỹ thuật mang dấu ấn riêng của từng người.